rồi rồi Duy Anh xin phép em. Một, anh thở anh cười kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Dạ em xin chào quý ông bà, quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Quý Sa Tộc. Dạ thì ngày hôm nay em cùng anh em đến một cái hoàn cảnh của chị Thí 40 tuổi vừa qua đời hồi một tháng về trước đó cả nhà. Thì sau khi mà chị qua đời thì bỏ lại hai đứa con, bé trai thì được 10 tuổi, bé Dĩ, còn bé gái thì mới có 5-6 tuổi, tên là Trâm. Hiện tại bây giờ là hai bé cũng đang ở trong một cái căn chòi ở đậu trên đất của người ta. Ngày hôm nay anh em đến đây và cũng có nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân để mà cất lại cho hai bé một cái căn nhà nho nhỏ để cho hai bé ở. Hiện tại thì mấy cái video vừa rồi anh em đến chia sẻ một cái cảnh đám tang ở trong một cái căn chòi lá và bỏ lại hai đứa con, thì nhìn cái hoàn cảnh rất là xót xa. Hiện tại giờ em đang đứng ở phía sau của căn nhà bé Trâm và bé Dĩ. Thì ngày hôm nay thì tụi em cũng rất là vui khi mà nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân để mà cất lại một cái căn nhà, một cái mái ấm để mà che nắng che mưa hàng ngày cho hai bé được đi ăn học đến trường. Thì trong cái hoàn cảnh này thì thấy hai bé ở trong một cái căn nhà như thế này rất là xót xa luôn. Khi hàng ngày hai bé phải đi học thì hôm nay cũng có anh Bagina TV với lại anh Vi Food với Ninh Thái TV đến đây để mà chia sẻ thêm về hoàn cảnh này ha. Thì hiện tại bây giờ là hai bé cũng qua bên nhà của ngoại ở bên đây để mà thay đồ cũng như là chuẩn bị đi học. Thì anh em cũng tranh thủ đến đây để mà gặp trực tiếp anh Nam là người giới thiệu tụi em xuống đây để mà chia sẻ và bàn giao lại cho anh một số tiền của Mạnh Thường Quân để mà cất cho hai bé lại cái căn nhà này. Nhìn nè cả nhà, gió nó tốc, cái mái ở sau thì không có cây có gì chứ, chỉ có một miếng cao su vậy thôi. Rồi lúc trước thì mẹ bé còn sống thì mẹ của hai bé cũng nấu nướng, hàng ngày bé phải đi bán vé số nè. Cái này là của bé Dĩ, hàng ngày đi bán vé số. Ở ngoài này thì có mấy cái lò nè. Hồi mấy tháng trước thì mẹ của bé còn sống thì nấu nướng ba mẹ con ăn ở trong đây. Cả nhà ơi, sao phía sau không có được che chắn gì hết. Nhìn cái mái nhà như thế này thì hai đứa con còn rất là nhỏ luôn, phải thờ mẹ trong một cái căn nhà. Bé cũng sắp đi học rồi nên là phải anh em cũng tranh thủ đến để gặp hai bé. Thì hôm nay là con học, buổi sáng có học không? Không hả? Vậy cho chuyện lớn lên để ông bà cô chú nghe rõ như vậy nha. Chú chào Dĩ với Trâm nha. Chào hai đứa. Còn hôm nay là con ngủ ở đâu? Ngủ ở đây. Ngủ ở đây. Dạ. Để đốt nhang cho mẹ hả? Dạ. Ôi ôi. Rồi sao mấy hôm nay con nhớ mẹ không? Dạ con. Dạ con. Trâm, Trâm có nhớ mẹ không con? Phải ăn cơm nước gì chưa? Hai đứa. Con rồi. Ăn rồi. Nó thường cả nhà. Con nhớ là hôm bữa mà khi mà chú mấy chú đến thăm á, là con còn con có cái mong muốn gì không? Con nhắc lại mấy chú, như chú được nhớ coi. Chú quên mất rồi. Cái mong muốn của con lúc đó là cái gì? Con có cái nhà, con hờ đang có hấp nhang cho mẹ. Trời ơi. Bé vẫn nhớ. Lúc đó là bé nói là cái mong muốn của bé là có cái nhà nó đàng hoàng chút xíu để hàng đêm, hàng ngày để đốt hấp hương cho mẹ đúng không? Còn mấy nay con ngủ ở đây là hai anh em ngủ. Có ai ngủ với con nữa không? Có anh
anh Thọ có anh Thọ ngủ nữa. Ô, con ngủ đây là con mở đèn sáng đêm hay con có tắt đèn không? Mở đèn sáng đêm luôn. Con có sợ không? Chăm nhìn Chăm hiền quá. Chăm nay mấy tuổi rồi, nhắc lại cho chú nhớ coi. Mấy tuổi con? Hả? 4 hả? Chăm mấy tuổi vậy? 6 tuổi. 7 tuổi. Chăm 7 tuổi. Vị là 12 tuổi. Con có thương em gái con không? Chỉ có hai anh em sống trong cái chòi lá cùng với mẹ gì thì mẹ đã mất, thì hai anh em vẫn tiếp tục ở trong cái chòi này chứ không có muốn ở với ai hết. Ngoại cũng kêu về bệnh đi ngủ á, nhưng mà không hai, chịu. Hai bé không chịu, muốn ngủ đây với mẹ. Bé luôn Nguyễn bà chú anh tiền. Mấy hôm bữa giờ có gặp mẹ không? Mẹ có về thăm không? Không hả? Thương quá cái này. Đấy. À, nhìn cái mái nhà cái nè, nhìn đơn thôi, cái này là mới sửa lại nữa chứ bữa là nát hơn vậy đúng không? Nát hơn nữa. Ba mẹ chị Thí với lại hai bé là ở đây. Nó ở đây cũng rất là lâu rồi. Bây giờ thì chị Bình chị mất rồi, là giờ còn là hai đứa nhỏ nữa. Gió quá trời gió. Này cũng gió ha. Gió mà cái nhà rung rung luôn nè. Gió nhà rung rinh luôn. Rung rinh nè. Này rất là giờ thí dụ như có một người người cô mà muốn sửa lại nhà cho con rồi, con có vui không? Vui hả? Hôm bữa giờ là đi học thì bà có cho tiền không? Bà có cho tiền đi học không? Có. Có hả? Hôm nay cho được nhiêu? Gì? Cho được 7.000. Sao có 7.000 hả? Hôm nay đi học được có 7.000 thôi. Hôm nay học được có 7.000 thôi con hả? Rồi chú hỏi thêm nha. Là mẹ thì mất như vậy rồi á, rồi ba thì bỏ đi nữa. Rồi đi học á, bạn bè có chọc ghẹo con không? Ba thì nói chung là cũng đã lắm. Đã ly dị với mẹ lâu rồi. Hai bé lâu lắm rồi. Hai bé rất là hiền luôn á, rất là hiền. Cũng đi học rồi về nhà. Nói nhỏ nghe nè. Là khi mà mẹ mất rồi đến thời điểm này 1 tháng hay đúng không? Hôm bữa là con trò chuyện với chú là được 1 tháng rồi phải không vậy? Là ba có về đây thăm hai đứa đúng không? Không về thăm luôn. Có ba mà ít khi về lắm. Có cái hôm mà mẹ mất thì ba về mấy hôm rồi ba đi tới giờ luôn. Còn ba có cho tiền con đi học không? Sốc xa. Ba không về đây thăm con luôn. Thì ba có hay điện về hỏi thăm hai đứa không? À, có điện có, thoại là chỉ có điện thoại thôi chứ không có về thăm hai con ha. Ủa, ông Quy đi này đi gần kia được không hả? Đâu đâu sao ở sao đâu có đâu có cây đâu. Ôi ơi. Ok bây giờ cũng mời cả nhà đi vào bên trong. Cái nhà có kính đâu mà không ra được luôn. Không ra được luôn hả? Ra đâu, được đó luôn á. Chú em ra không có được kính. Đấy. Thôi đi ra đường này luôn đi. Đi ra này luôn con. Đấy, chú ra lượn. Dĩ dở ra giùm mấy chú nè. Còn cái nhà thử nâu ấy mà giờ chui vô được luôn. Chui ra được luôn. Căn nhà có hai đứa quá đỉnh. Cái trăm cười kìa. Cũng nói là vậy, vậy chứ không chút xíu. Thì có cô Lan ở bên Mỹ á, là giúp cho con, giống như em của con, mỗi cái căn nhà cũng như là cái nơi để che nắng che mưa đó. Thì con có cái lời nào á gửi đến cô không? Dạ, con cảm ơn cô đã cho con em con một căn nhà để hờ mẹ. Ừ. Thưa không? Thì bây giờ con đã tới giờ đi học thì con cũng sắp xếp để đi học đi ha, để chở giờ hay con ha. Hôm nay được có 7.000 đi học rồi đủ không? Ừ, để đi, giờ chú con cầm cái mít đi, chú cho con thêm ít ngàn để con đi học nha. Con cho bé thêm ít ngàn hả? Chú không có nhiều thì chú cho con. Chị Yến, chị Nguyên. Chú cho con 50.000 nè. Thì hôm nay thì con đi học không hết thì con để dành cho ngày hôm sau con nha. Sẵn đây. Nghe sẵn đây thì có cô Yến. Cô Yến ở Đồng Nai rồi gửi cho con 200.000. Với lại cô Quyên là 100.000. Cô Quyên cũng ở Đồng Nai luôn. Thì là 300.000. Giờ chú đưa cho con luôn ha. Rồi con để dành đi học ha. Rồi. Thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cho bé số tiền là 300.000 của chị Yến. Rồi cảm ơn. Gửi cho bé để bé đi học cả nhà. Rồi. Nắng quá trời nắng cho bé đứng vô trong xíu nha em. Đứng đây luôn đi em. Đi học hả?
đây đây nè con. Đã gần tới giờ phải đi học rồi. Con cầm chứ. Cảm ơn chú. Cảm ơn cô Yến với lại cô Uyên ha. Cảm ơn cô Yến. Bây giờ tranh thủ đi học ha, rồi để chú nói chuyện với chú cậu Nam hả? Rồi giờ tranh thủ đi học đi con nha. Thấy tiền này đem cho ông bà người hai giữ. Đem vô con gửi ai đi. Gửi bà ngoại. Để dành đi học ha. Đi học. Tiền mà chú cho con đi học thì con cứ đem theo con đi học nha, để đi học không có tiền rồi không có mua được. Tới giờ đi học rồi, tới giờ rồi. Để cho đi học ở nhà. Con lấy tiền đi học đi. Lấy 50 cho đi theo đi. À lấy 10.000 thôi. Giỏi. Chú chào con. Mình sẽ đạp con bé nó thảm luôn. Ngán học giỏi nha con trai. Chứ trọng về sơn thì nó hết luôn rồi nè. Cái xe này là ngay đâu là bé mượn của xe mượn á, anh trai á không biết là miếng bút đâu luôn. Cái xe của bé hư rồi, xe kia hư rồi. Con xe mượn luôn. Dạ, dạ. Ngày thì cơm nước bà ngoại nấu cho. Dạ. Rồi sáng thì đi tắm rửa rồi đi em đi học. Dạ. Chưa rước về rồi thì cái gì thì đúng 1 giờ vô học. Dạ. Thì hàng ngày cái gì? À. Cơm nước thì ngoại nấu ăn nhưng mà bà ngoại thì bà khi mẹ chết thì bà ra làm bệnh viện rồi bà xin về. Còn đầu từ mẹ chết tới giờ là bà ở nhà phải chăm mấy nhỏ, rồi mấy nhỏ hai đứa, rồi bây giờ bà bữa nay là bà xin nữa rồi bệnh rồi mà nó biết bây giờ bà ở nhà nuôi rồi mấy nhỏ được không đó kìa. Trời ơi. Dạ chung cái bà ngoại không ạ, chung hoàn cảnh của ngay từ khổ lắm bà. Nó bệnh hoài nha. Cái gì đó gì nó mới vậy kìa. Nó mà nhỏ nó thì chửi em là bây giờ nó là chết không nữa rồi. Sao vậy? Sao? Bệnh nữa. Đó là mỗi tháng năm thường mỗi tháng năm thì thương. Trời ơi. Có gì lắm giờ đi làm cho người ta nó mỗi tháng vậy thương á. Là chuyện bị gì anh Nam hả? Bệnh trong mình nó như đồ lạc mình nó cũng mỏng cũng mờ. Sẽ nhiều. Dạ. Nhưng mà là chị có gia đình chưa anh? Chưa. Dạ. Thật sự là anh chỉ chỗ mà có gần bạn trường học mà ngoại thì đã có 4 đứa gái, mới chết 2 đứa rồi. Còn 2 đứa mà còn nữa này thì tự là nó chỉ có còn nữa thôi. Còn con nữa à? Ừ. Trời ơi. Anh muốn nói bảo hoài vậy. Em bây giờ bà chỉ bị tinh thần là con gái của bà ngốc là chỉ còn nữa thôi. Không biết nó đi về lúc nào. Trời ơi. Chứ đâu phải vậy đâu. Có 4 người con thôi. 4 người con. Nhưng mà nếu mà hai người đã hết con bệnh nó mất rồi ở chỗ này mới đây bố nó các bạn này tối đi nhà qua nhà chiều qua nhà chơi dạ. Tối lúc đầu nhà tôi bước bài kiếm lên thì 4 người là quánh 4 chảy ngọt á dạ. Mà thấu bà về bà ngủ ngủ là kia rồi bà cũng đi lầu kép của hai mẹ con ngủ rồi thấy gần sáng 4 giờ mẹ con mà thấy chị ăn lầu kép rồi cái con bà kêu mẹ ai mẹ đi đi lầu kép thì bà chết rồi dạ. Hai nó có nhà đó. Bỏ là cuối con dạ. Không có cha luôn mà bây giờ những bả vậy đó rồi thấy như bả thường mình bả thì cũng thường nghe nhà thương còn ai nói rồi con nói gì nhá út đó là nói chung là mỗi tháng là mỗi cái nhà thương dạ làm phụ lộc à, thật sự nói chung là phải mình nói ra giúp đó nó coi khi hỏi bà ngoại nó rồi đúng không còn mỗi tháng nó bị mổ con gì đó mổ rồi bây giờ còn sao mà chích một tháng là 3 tháng là chích nửa triệu mà chích rồi 3 tháng thì là bị rồi đó mà bây giờ cũng dẫn tới tháng nào cũng đồng phú lộc cũng biết là nó biết mặt luôn rồi dạ gái út không ạ không ạ mẫu u nang Tôi thì thiếu mà nấu bây giờ đưa qua tới nay nhức đầu nữa là nhưng mà gia đình mình bệnh không vậy hoàn cảnh cũng gặp khó khăn đó nhưng mà bây giờ thì chỗ giao dĩ với chăm thì nói chung là tụi nó thì cũng ổn rồi ổn rồi mẹ nhưng mà cũng lâu cũng ổn rồi nói chung nó cũng ổn định đỡ rồi ha hai bé đã ổn định với tâm lý rồi tâm lý rồi nhưng mà còn một cái là băn khoăn cái tới đây thì cái người lo thì bà ngoại nó gì thì nói chung là mình cũng còn băn khoăn nữa dạ nó thật sự với mấy em luôn là chỗ bay ha thì do đó mà em điện chút mà nói rằng anh vui cho cái nhà đó nói chung anh là một người xóm anh chỉ người kết nối yêu thương thôi nói cho bà con cô bác anh em là mình kết nối cho tiếp thôi nhưng mà điện chú là anh nước mắt rất mừng nghe mà mừng nó thì nghe mà bé mà có cái mong muốn mà có cái nhà bé thì thường thường thì bé hỏi bé giờ con muốn cái gì con nói đi cậu hai giúp được họ giúp mày khả năng không ai khả năng giúp được giúp
nói giờ con bước con có cái nhà. Dạ. Để con à, mẹ con còn con bước hết. Dạ. Mà khi trước khi mẹ bác sống thì mẹ bác cũng mướt cái nhà. Dạ. Nhưng mà mướt rồi thì cũng chưa được mẹ đã mất rồi thì bé có được. Nhưng mà được cái mình quên mà thì em điện xuống mà cho cái nhà cho mẹ. Thì hôm bữa nói chung là hôm bữa em có nhóm của em á là qua kênh Ninh Thái thì có một mạnh thường quân đó là chị Lan đó, ở bên Mỹ thì có ý là muốn hỗ trợ để sửa lại cái mái nhà cho hai bé đó, thì hôm nay thì cũng có Nam ở đây cũng như là Ninh Thái và Nguy Phút và Quý Sa Tộc nữa, thì hôm nay thì cũng có Nam cũng như là có nhà một anh thợ làm nhà đúng không anh đến đây thì con anh nhóm anh em của con cũng như anh Nam đây thì cũng có đăng tải những cái video của bé Dĩ và bé Trâm lên thì cũng nhận được sự yêu thương từ quý mạnh thường quân đó là chị Lan ở bên Mỹ, thì cũng xem được cái hoàn cảnh của hai bé thì cũng muốn giúp cho hai bé một có một cái nơi ở cho nó đàng hoàng đó bà ha với anh Nam. Dạ thì chị cũng TikTok và gửi cái số tiền đó trong thời gian sớm nhất để cho tụi con đến đây và trao số tiền này để cắt cho hai bé một căn nhà. Dạ thì trước hết thì anh Nam là người đại diện cũng như là lo cho hai bé, thì sau đó thì con cũng xin phép vào ngoại thì để con trao cái số tiền đó đến anh Nam cũng như sắp xếp để tiến hành cắt nhà cho hai bé bà ngoại ha. Thì bà ngoại có đồng ý hay không ạ? Vâng, cảm ơn. Dạ dạ bà ngoại nói cảm đi. Cảm ơn mấy cháu chứ, cảm ơn mấy cô nhiều lắm. Dạ. Mấy cháu ở từng việc lắm. Dạ, bà ngoại cũng đồng ý cho Nam đứng ra để lo cái việc mà cắt sửa nhà cho hai bé. Cho nó đứng cho tôi về tôi biết lo gì. Chỉ gửi về một số tiền này cắt cho bé một căn nhà tiền chế thì em cũng như là bàn giao cái số tiền đó đến anh Nam. Thì anh Nam sắp xếp như thế nào thì cắt cái căn nhà cho hai bé nó nói chung là tiền chế thì anh Nam cũng hiểu rồi. Thì đó thì anh thấy sao? Quyền quyết định của anh Nam. Số tiền dạ. Anh định làm như thế nào anh Nam? Thì bây giờ chỗ chắc là trước hết là cảm ơn chỗ bà đi em dạ. Trước hết rồi sau đó cũng cảm ơn chị Lan bên Mỹ Lan, dạ. Giúp được cho hai bé đó cho mấy dĩ một cái căn nhà là bằng 30 triệu thì chắc trước hết là anh cũng rất cảm ơn trong này cảm ơn nhiều dạ. Với em rồi cùng chị Lan cùng mạnh thường quân trong ngoài nước là để sức khỏe của căn nhà có điều kiện giúp những người hoàn cảnh khăn như là chỗ anh Dĩ với các Dĩ với Lâm dạ. Thì cái tiền 30 triệu thì cái tiền này thật sự đối với mọi người ta có tiền á thì không lớn dạ. Còn đối với chỗ bé Trâm Dĩ thì anh nó rất là nó lớn lắm dạ. Mà đối với anh thì thật sự em là anh có công chứ tiền thì không có thì nghe chỗ mà mấy em điện xuống mà nói chỗ mà có bình quân giúp cho căn nhà thì chú anh mừng lắm, anh mừng lắm chứ mà anh nước mắt anh rất liền mừng cho hai đứa trẻ là có căn nhà dù chú tiền này thì rằng đối với mình thì không lớn nhưng mới nhỏ thì quá lớn dạ. Thì anh sẽ hứa là anh không phụ lòng chỗ bốn đứa em với chị Lan với các bác mạnh thường quân dạ. Thì bây giờ nhà tiền chế thì chỗ thì anh sẽ làm trước mắt thì anh cũng có nói luôn là anh sẽ xây ở trước là cái mặt tiền dạ. Xây hết mình những cái tay luôn cũng như cái nhà ta đây đó rồi ở xung quanh anh xây 1 mét lên đóng tôn dạ. Ở trên này là tôn lạnh rồi đòn tay dùng sắt dạ. Tất cả là không khi là bằng cây là còn sắt hết một thì anh nội cũng đúc dạ thế là làm chung là phải cho có được dạ. Nhưng mà nếu cái nhà tiền chế với số tiền 30 triệu á thì em nghĩ là xây cái nhà 4x8 là ok như sức thế nào như đúng rồi là... bởi vì em biết thì đúng rồi em nói là tiền chế thì nó cũng là khoảng 30 triệu là bây giờ chứ là anh làm có căn nhà người ta cho là anh đứng vào cái nhà có chỉ 15 triệu thôi dạ. Trong kia ông kia ông trên sủi ông chủ cái tay gì nè 15 triệu mà làm được cái nhà mày ngang 4 mét mày dài 7 mét yeah. 15 triệu cho anh đứng làm anh với thằng làm đứng làm nè tại vì qua làm bỏ không yeah. Ha. Vì... nhưng mà bởi vì á là em biết ở đây á thì dùng này có nước mặn mà nếu em làm tiền chế hết á thì nó mau chết yeah. Mà căn nhà thì chỗ mình dùng quân coi thì phải cho một lần có thể nấu qua cho hoài phải không em thì tụi anh làm là tụi anh ở dưới anh gắn theo tường lên một mét đúng rồi đang mà để nó xâm nhập vào là quá tuyệt vời anh ừ. Quá tuyệt chứ giờ nó cho thì mình nói thì bà con á thì ai mà mình cùng gắt thì khổ dạ. Mà người đâu ai cho đâu hoài thì nếu mà sắt thì anh biết rồi sắt mà đụng nước mặn thì 20 năm thì nó bị xét rồi dạ. Xét. Dạ. Dạ. Thì nên anh là làm cố gắng cái nào không cho nghĩ là do anh đụng bẩn nước dạ. Đó thì anh sẽ làm cái nhà lấy ra cái nhà dạ. Đồng hồng không có mắt còn tin mình quân thì vô giờ anh thì một người để mà gặp bà con khó khăn thì anh
kết nối với mấy em. Dạ. Mà lên mà mấy anh làm mà mấy anh mẹ mà không thấy anh làm không có được thì mất làm sao mà anh tin tưởng anh nữa. Dạ. Vậy là cái số tiền này là mình anh theo anh dự tính là gớm ghén là mình làm là vừa thấy anh. Dạ, quá tuyệt. Thì đó anh em cũng nhận được đúng số tiền các nhà cho bé là 30 triệu. Làm chỉ mướn thì, một người mướn một người thôi. Còn là làm thì cậu nó cũng biết làm hồ. Mở nó tiếp nên nhân viên làm rồi anh qua lại nữa lại thì anh nói chung là anh hứa bỏ công ra làm luôn là khi á khi làm này thì anh mua bắt cứ mua trong trật tư á để nó là số tiền này anh chỉ xuất ra mướn một thằng thợ còn không chuyên bắt cứ gì hết chỉ chi vô là mua trật tư thôi ví dụ giờ không nước nôi không có gì hết trong 30 triệu này khi làm xong á thì đâu có quá đơn của mà giặt lại chuyện ra anh gớm ghén anh chỉ muốn một người thợ thôi chứ mà muốn nhiều quá còn không có được anh thì anh sẽ qua lại chung anh biết làm nữa chung nhà tiền chế thì anh thường anh làm với thợ anh nói là hai thằng anh em là làm chung đó chứ anh là anh làm dùm thầy con bên này có anh thợ lại nữa kìa cả nhà anh mốt là làm chung với anh đó ha rồi anh nó làm chơi chung mà làm nhà làm chung đó là anh có thể cho đây ngồi chút xíu rồi rồi với mày làm anh Nam thì em cũng hiểu anh Nam cũng từng làm đi từ thiện rồi thì anh Nam cũng sắp xếp được cắt được cái căn nhà cho hai bé. Dạ thì gớm ghém như thế nào thì vừa đủ hay thiếu mà hẹn có dư thì anh Nam vẫn giữ để lo tiếp tục cho hai bé hoặc là gửi cho bà ngoại. Dạ thì trước đó thì sau đó thì chị Lan bên Mỹ á muốn anh Nam cũng như là sắp xếp như thế nào thì cắt nhà xong thì xây cái toilet á ở phía sau nhà trong nhà luôn á anh. Thì cho bé hai bé đi toilet đồ nó sẽ dễ dàng hơn tại vì hai bé còn nhỏ thì đi vô ngoài thì rất là nguy hiểm. Dạ nó ý là chị muốn như vậy. Dạ cái đó thì mình để em bàn với anh Nam để coi nói sơ về cái ý của Mạnh Thường Quân muốn làm như vậy đó cho anh Nam hiểu mình làm là tức là muốn xây toilet bên trong nhà với giống ngày nãy là em mới cũng vừa góp ý với anh Nam rồi đó là như vậy đó anh chung hợp thì chỗ em có điện nhanh nó nói về toilet á thì anh nói là ví dụ bây giờ làm thì anh cố gắng hãy làm chung là Mạnh Thường Quân thì người ta ý muốn ý đâu thế muốn làm gì cho hai bé thì bản thân anh thì mỗi giá anh phải làm nữa tôi cách thì làm thì làm sao mà hai đứa bằng đi mà không để không ra xăng mà đi được cái cách như là anh mình không có khả năng xây thì mình mua toan mình đóng mua Sài Gòn đóng rồi mình dừng toan rồi mình đặt bằng cầu rồi ống đi được rồi quá tốt luôn cho tiền chúng anh là quá tốt luôn chung thì anh hứa chung anh thì không phải là một nhà từ thiện nhưng mà anh giúp đỡ bà con thôi bà con khăn thì cũng giúp hết thì cũng đó là cũng là những lời góp ý của anh Nam cũng như trong nhóm anh em thì đầu tiên là chị Lan ở bên Mỹ thì bây giờ em cũng xin phép chị Lan ở bên Mỹ trao cái số tiền đó là 30 triệu thì cũng trao đến anh Nam để sắp xếp tiến hành các sẵn có đến. Có bà ở đây có bà ngoại ở đây luôn có bà ngoại ở đây thì trao cho anh. Thì bây giờ đây là số tiền đưa cho anh Nam đếm đi 30 triệu anh Nam đếm lại giúp em chắc mấy em đếm rồi thôi nếm cái đếm lại giúp em vì mấy em không nhất thì anh xin đếm nha chung là giúp số tiền thì tổ mấy em làm là cho nó minh bạch hơn công khai minh bạch chút xíu rồi vậy anh xin phép nha anh thợ anh cười kìa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Dạ đủ anh Nam. Dạ. Đủ rồi mấy chị. Đủ rồi mấy chị anh Nam. Mày vui không mày? Vui, cảm ơn mấy chắc nhiều. cảm ơn chị cô Lan đi ngoại. Cảm ơn cô Lan ở bên Mỹ. Cô Lan ở bên Mỹ. Dạ. Chúc cho cô Lan mình cho dồi dào. Làm có nhiều tiền nghe để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn khác nha. Cô Lan quá tuyệt vời. Chị Lan ha, chị Lan quá tuyệt vời. Rồi nhận được tiền rồi khi nào mình khiến thành anh rất là nhiều. Nói thật luôn bây giờ giúp cho hai bé một cái căn nhà. Với chị bốn em. Dạ. Chị Lan thì chắc lẽ là đầu tháng. Cái này, cái viên này
cũng chung bằng gỗ cho thì tức là mình không cử riêng gì ngày hết, nhưng mà anh thấy là hai đứa bé thôi. Dạ. Bữa nay mình 24, 25 mình rồi. Dạ. Dạ. Hết tháng này. Dạ. Yeah. Còn mấy bữa nữa? 1, 2 gì đó. À rồi, còn mấy bữa nữa. Vậy cho nó tốt nè. Tốt chứ. Tới gần như nếu mà chỗ mạnh thường quân mà cho đó thì mình tiến hành làm liền. Nhưng mà tại vì mình không mấy là mình cử. Dạ. Thôi cái gì đó là cho nó tốt đẹp thì cũng được tới 30 được, cái đổ qua cái mùng 2 mình cũng còn có mấy ngày nữa. Có mấy ngày nữa, 25 rồi. Chị cũng quá tốt. Thì mùng 2 mình tiến hành làm á. Rất là mừng, rất là vui cho hai bé luôn. Bây giờ anh Nam có thể giờ là tiền anh cất tiền đi, cất tiền đi ha. Rồi giờ nói chung là 25, 26, 27, 28. Anh Nam có thể dắt tụi em mà đến cái chỗ nào mà để thay cái nhà cho hai bé ha. Giờ làm cái nhà. À, đây có ngoại đây nè. Có ngoại. Ở đây cũng có anh chị em làm từ đâu. Ở đây là từ đó biết là ra đây. Chú anh chị là 37. Dạ. 37 thì bằng thấy nó chiều dài cái gì luôn à. Dạ. Bằng nó luôn. Mà làm ở đâu? Làm khu vực nào? Làm từ đây. Từ đây nè. Quy. Mượn cái tường bên đây. Mượn một cái tường bên đây. Đập tường này ra. Làm một mái luôn anh làm. Dạ. Một mái xuống rồi đó. Dạ. Từ trong vách ra ngoài là bao nhiêu mét anh? 3m7. 3m7 thôi. 3m7 độc lập. Và 39 đó. Dạ. Nhà thì có 3m7. Nếu được á thì ví dụ mà mượn cái nếu mà được mượn được cái tường này rồi á thì cái chi phí nó càng giảm hơn nữa. Chi phí nó càng giảm hơn nữa thì ví dụ mà còn dư á thì cái mấy cái gạch á được cái anh lót gạch cho mấy đứa nhỏ luôn được không? Thì mỗi giá anh nói là hứa là mỗi giá thì anh làm cố gắng mà nếu mà chi phí mình tới đâu tới đâu đó. Dạ. Mà được thì mình lót gạch được rồi tốt. Dạ. Chúng mong muốn vậy, mong muốn cho lót gạch được mà con cháu có hai đứa rồi có nó nhịn nó chó sạch sẽ sẽ hơn đúng anh ha. Rồi. Dạ. Còn toilet thì mình làm ở sau đó. Dạ, ở đâu anh dắt cái dắt tụi em đi luôn anh. Đi ngoài đi cho nó rộng. Ui là dịch mướn rồi ra là. Trời ơi, làm dịch mướn không mày? Thôi. Ở đứng nhổ vậy luôn hả? Đứng nhổ ngoài nắng rồi trong ngoài nắng là cho nộp nó đi chưa? À, bắt nước ngoài này. Dạ. Đứng ngoài nắng cho chắc da. Ở cả nhà thì hôm nay cũng có là anh thợ ở đây cũng như là hỗ trợ với anh Nam. Em hiểu rồi. Lết nằm ở ngoài đây. À, ngoài nhưng mà làm khuôn vô nhà luôn. Lết trong nhà thì nó chặt nó không nó chặt bị nhà mình nhỏ mà. Đó. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Anh sẽ cắt ra đây một khuôn lết tây. Như bình ngang là nó 2 mét và dài ra 3 mét rồi đó. Dạ. Là vì nó rửa quay vô nhà. Dạ. Yeah. Đâm cái nhà này 5 cái mét ba cái như vậy. Cho nó đỡ chật hẹp. À, hẹp. Cho nó cái không gian ở trong cho nó rộng chút xíu. Dạ. Anh tính vậy cũng quá tốt. Cái nhà của bé thì y như nhà này đi. Không khác gì hết. Ở trên nóc y vậy đó. Dạ, trên nóc y vậy. Ờ, như rồi lập xuống y vậy đó. Nó cũng máy ở đây mà ra đây ra 3 nhà mà nó 3m6 còn này ra 3m9. Dạ. Dạ. Nó cũng dài vậy nó cũng có mấy kết vậy đó. Dạ. Nhưng mà có cái là tôi anh tính là xây tường hết nhưng mà không đủ kinh phí thì mình xây một mét rồi mình đóng tường con lên. Dạ, vậy cho chắc chắn ha. Nói chung vậy là quá tốt rồi. Em cũng cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Anh cũng gói ghém để làm cho hoàn thành cái nhà mà đẹp nhất có thể. Mỗi giá rồi có thể chứ mà anh xuống mấy còn diễn thu nữa. Dạ. Chứ không phải diễn thu đâu. Em xuống lần này còn lần nữa mà. Dạ. Cảm ơn chị Lan và cảm ơn anh Nam rất là nhiều luôn ha. Chắc có trong dịp này thì chung chỗ anh cũng đại diện cũng nhờ kinh Banina Minh Thái cái là bên kinh Anh Thái. Anh Thái. Dạ. Thì chung anh thì cũng không có nhân rộng được thì anh cũng cảm ơn là nhờ dịp này để cho chỗ Mạnh Thường Quân cho anh em mà giúp đỡ chỗ anh làm thời gian qua. Dạ. Thứ nhất là chỗ trại hòm ăn nghỉ rồi cho mà thiện tâm. Dạ. Giúp cho anh thời gian qua cũng giúp được nhiều cáo quan cho bà con thì anh cũng chân thành cảm ơn hai chị Hòm rất nhiều. Dạ. Mong rằng hai chị Hòm này cô cũng đồng hành với anh mà giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Nói chung chị Hòm ăn nghỉ thì giúp cho anh rất là nhiều cho Hòm mà Hòm mà quan tài mà để cho bà con miễn phí. Dạ. Rồi chỗ thiện tâm. Dạ. Thiện tâm thì đang tâm ở thành phố á. Dạ. Nhưng mà có chi nhánh ở Long Phú nè. Dạ. Thì cũng giúp là tiền bằng không rồi chỗ bà con mà nghèo khổ mà không có năng mà đưa đi có chết bất tử thì đem về được miễn phí. Dạ. Thì anh cũng chân thành cảm ơn nhiều trong dịp này. Nói chung không biết nói sao thì đổ mấy người mấy anh chung người rất là quý luôn. Dạ. Cũng nhờ anh Nam mà tụi em mới đến đây cũng như là không phải là riêng em. Dạ. Em thì trong nhóm anh em hết. Dạ. Thì cũng có đến đây cũng như là chia sẻ cùng nhau nó mới nhận được
sự yêu thương từ Quý Mạnh Thường Quân như vậy. Dạ. Dạ, chứ không phải là riêng em. Dạ. Biết dạ. Dạ. Đâu được dạ. Sau khi sau cái đoạn video này thì lại xuất hiện thêm một Mạnh Thường Quân khác để chung tay lại, rồi cũng như là để cho anh Nam có thể là có thêm cái chi phí là làm cho nó đẹp đúng không? Dạ dạ, dạ. Cũng mong rằng vậy đó. Mong rằng nếu mà có dịp thì như nãy mấy em nói là nếu mà mình có điều kiện thì mình lót gạch luôn. Dạ. Đủ điều kiện, anh hứa với điều kiện. Còn thí dụ giờ mình tới đó mà tôi trong khi 30 triệu mình làm quốc giám được cái nhà, còn cái nền thì như không có thì mình Quân có ai giúp đỡ được thì mình cũng ơn nhiều. Dạ. Ở mình mà các dụng chúng ta biết không có nhà thì cái nhà nói chung là có cái mái nhà thì cũng đủ đỡ có phần nào đúng đó rồi. Nhưng mà sau cái phần đó thì có thể là Mạnh Thường Quân giúp cho bé một cái phần nào đó để dạ. Tiếp tục đến trường đi học trong cái thời gian sắp tới. Cái tiền gạch đó thì nếu mình lót gạch luôn thì khoảng chừng 6 triệu nè. Dạ. Là làm hoàn thành. Dạ. 6 triệu nữa ha. Dạ. Giùm đi vô anh Nam ha. Dạ, dạ, dạ. Em cũng cảm ơn anh Nam nhiều lắm ạ. Dạ, dạ. Dạ. Vô cũng chào Hoàng Hòa luôn. Vô chào bác. Đây là phía ngoài phần đất của ngoại của bé Trâm và bé Chỉ cả nhà. Bên đây là ngay cái dốc cầu luôn. Thì bên đây cũng rất là rộng rãi. Thì ngày hôm nay cũng nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân để mà lo cho bé cất được cái căn nhà thì cũng rất là mừng khi mà anh em đăng tải lên. Nghe mừng gì mấy con vậy? Lâu lâu ra đem lại 7 đến con mà. Dạ. Con. Mừng gì là ăn con nhiêu? Con 30. Chọn con 30.000. Ừ. Và dịch này thì 25 mà không lên giá nữa rồi. Dịch này thì lông con rất là nhiều, khó nhổ lắm. Bên gì khó nhổ. Thấy gà thì chắc rẻ hơn không ạ? Dạ cũng tài cũng 25. À. Mai mốt tại giao đi, lông con quá nhổ rồi. Mần ruột luôn. Mần ruột, làm hết hoàn thành luôn á. Mổ cho người ta rồi. Không còn gì. Hoàn thành luôn là thấy có vậy đó chứ. Tụi con thì cũng đến đây thăm hai bé, tụi con cũng về luôn ha ngoại. À. Rồi. Thì cảm ơn nha. Sức khỏe ha. Có thể là nào cảm ơn đến Mạnh Thường Quân cũng như là cô Lan. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với cô Lan. Cảm ơn cô Lan rất nhiều. Nói đó. Nói đi con. Cô Lan rất nhiều cho con cái nhà. Cô Lan rất nhiều. Cảm ơn cô Lan gì à? Bye cô Lan. Đã cho con căn nhà. Rồi, giỏi ha. Dạ thì thông qua video này thì thật sự là đến căn nhà ngày hôm nay thì thấy rất là sơ sát luôn rồi cả nhà ơi. Tại vì hai bé thì còn rất là nhỏ, nhà cửa thì không biết sửa, mẹ thì qua đời, chị Thí thì cũng mới có 40 tuổi đã qua đời. Bỏ lại hai đứa con thì sau khi mà anh em đăng tải và chia sẻ lên thì nhận được sự tình thương của Mạnh Thường Quân. Ngày hôm nay thì cũng một số tiền để mà cất cho bé một cái mái nhà cũng như là lọt tôn cho nó vững chắc hơn. Hiện tại bây giờ là ở đậu ở bên đất của anh Nam nữa cả nhà, thì không có được chín chắn nè, căn nhà nó cứ đu đưa nè. Ngày hôm nay thì anh em nhận được rất là mừng luôn. Và đến đây thì em cũng thắp cho chị một nén hương, cũng cầu nguyện là chị ở nơi suối vàng thì phù hộ cho hai bé được cái cuộc sống ấm im và hạnh phúc hơn nữa nghe chị. Thì thông qua video em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều và quý thính giả xem và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ chia sẻ và cập nhật những cái thông tin ở những cái video sau cả nhà.